Hello, dạ chào mừng quý cô chú anh chị đã quay trở lại với kênh YouTube Bữa Cơm Việt. Kính thưa quý vị, hôm nay có những cái thông tin cũng khá là hay ho liên quan đến siêu Nguyễn Phương Hằng này cả nhà. Đầu tiên á là mình xin nói về một cái tay, tay này là không biết lực sa da hay lực gì đó, lực rừng lực gì không biết, nhưng mà có tên là Đình Thu, Đình Thu Đình Cẩn gì á. Cái tay này thì chắc có lẽ là nhiều người cũng biết trong cái câu chuyện siêu Nguyễn Phương Hằng, ông ta cũng thường đưa ra những cái bình luận, những nhận định, những đánh giá, nhưng mà đa phần là bên phía kiểu như là công kích siêu Nguyễn Phương Hằng là chủ yếu thôi. Và chính vì thế đó, hôm nay ông ta rất là hả hê khi mà ông nói rằng có một cái bài báo rất là uy tín lại tiếp tục đăng tin về siêu Nguyễn Phương Hằng. Điều này chứng tỏ là cái vụ việc này nó sẽ rất là nghiêm trọng, và siêu Nguyễn Phương Hằng sẽ gặp những cái rắc rối rất là nặng nề gì đó. Và thế là mình cũng tò mò, mình đợi xem ông nói cái tờ báo nào. Thì trong đây thì ông nói là cái bài báo Đời Sống Và Pháp Luật, nghe cái chữ pháp luật cũng ghê gớm hả cả nhà. Nhưng mà thật sự cái trang này là cái trang tin, cái dạng tạp chí thôi chứ không phải là tờ báo. Nhưng mà cái tay này nói là ngày xưa ông cũng từng làm bên phóng viên, mới làm cho báo chí gì đó, nhưng mà ông không biết cái nào là tờ báo, cái nào là tạp chí. Vậy thì hỏng rồi, đúng không? Vậy là đủ để chúng ta đánh giá cái tay này là như thế nào rồi. Nào giờ thì ông cũng đưa những cái thông tin, cái kiểu dự đoán rồi nó cũng ba mứa đó, nhưng mà hay nói về siêu Nguyễn Phương Hằng, cho nên mình cũng theo dõi, mình nghe nghe ngóng sao. Bởi vì background của ông nói ông là một luật gia, là một người từng làm báo chí này kia à, mình cũng theo dõi. Nhưng mà rõ ràng hôm nay mà ông nói cái tờ Đời Sống Và Pháp Luật này mà là tờ báo thì thôi rồi đó, hiểu rồi đó, hiểu cái trình ông tới đâu rồi, đúng không cả nhà? Đây là một cái tạp chí thôi. Ngày hôm trước là mình nhớ bên phía bộ Văn hóa thể thao du lịch hay là Bộ Thông tin Truyền thông gì đó đã từng cảnh báo là có 16 cái trang đã bị xử phạt, trong đó là nổi cộm cái vấn đề là đã báo hóa tạp chí, tức là người ta ngộ nhận cái tờ tạp chí đó mà là một cái tờ báo, đúng không? Hoặc là tư nhân hóa báo chí gì đó. Thì hôm đó là rầm rầm rộ có 10 11 cái trang đã bị xử phạt. Vậy thì hôm nay cái ông này ông vô đúng cái chỗ mà người ta xử phạt đó, cái là báo chí người ta đăng tải để cảnh báo cho mọi người. Nhưng mà cái tay này tự xưng là lực gia, là lực rừng gì đó mà là lại không biết cái tờ báo nào là cái nào là báo, cái nào là tạp chí. Vậy thì những cái thông tin ổng đưa ra thì đâu có đáng để chúng ta theo dõi nữa. Cho nên mình đã dừng lại, cancel tất cả những cái gì mà có liên quan đến tay này. Cái tay này nói không có đáng để chúng ta tin nữa. Một cái tờ báo, một cái tờ tạp chí mà nó là tờ báo, và cái này thì nó cũng đăng tin lại thôi, tin cũ, nói về cái chuyện mà cô Nguyễn Phương Hằng đã được con trai là bảo lãnh rồi đó. Ở đây thì nhắc lại là từng khoe sổ đỏ đó, tính bằng cân bà Phương Hằng có bao nhiêu bất động sản này kia, cái thông tin này đâu có gì mới đâu, đúng không? Vậy mà chả đưa ra làm một cái bản tin nói kiểu như là siêu Nguyễn Phương Hằng gặp những cái tình trạng gì rất rất là nặng nề. Bởi vì là trước đây á, cái tay này cũng đã từng nói là có quen biết gì ai đó trong T30, rồi nói cái tình trạng của siêu Nguyễn Phương Hằng hiện tại trong đó như thế nào ra sao rồi. Nói chung là ông thiêu dệt lên những cái câu chuyện gì đó mà cho siêu Nguyễn Phương Hằng rất là xấu xí trong mắt người nghe. Nhưng mà rõ ràng những cái căn cứ trước đây á, thì ông đưa tin là tào lao, nhưng mà thật sự thì mình cũng nghe những cái thông tin từ người khác nhận định cái lời nói của ông thôi. Nhưng mà hôm nay thì chính cái chuyện này mình đã kiểm chứng được, thì mình đã khẳng định là cái tay này không có đáng để chúng ta tin đấy. Rồi cái chuyện mà không tin thì chúng ta gạt qua một bên. Có một cái thông tin khá là hay muốn chia sẻ cả nhà. Bởi vì cả nhà cũng biết á, là trước đây mình cũng từng giới thiệu cái nick Facebook tên là Lenin. Cái nick này thì đã có nhiều lần đưa ra những cái thông tin, cái kiểu dự đoán thôi. Nhưng mà dự đoán một thời gian sau, cái dự đoán của cái nick Facebook tên Lenin này á, thì cái thông tin đó nó lại chính xác, nó lại đúng. Phần nhiều là đúng, rất là xác suất đúng rất là cao cả nhà. Cho nên mình còn rất là quan tâm đến cái nick Lenin này. Và hôm nay thì cái nick Lenin này lại cung cấp một cái thông tin mình không biết là nó nằm ở cái khung nào, nhưng mà tại sao cái anh này vừa đăng lên thì lại bị report và bị bên Facebook khóa, bị chặn lại. Cụ thể thì trong cái status mà bị chặn đó, cái nick Lenin này có nói rằng là bà Phương Hằng có tiếp tục bị gia hạn tạm giam thêm lần thứ tư không, để trở thành đối tượng bị gia hạn tạm giam do điều 331 nhiều nhất Việt Nam. Đây là một cái nghi vấn, phải không? Một cái nghi vấn anh đặt ra là cũng cái thời hạn gia hạn cũng sắp hết đó. Do đó anh đặt ra cái nghi vấn, đặt ra cái câu hỏi là có tiếp tục gia hạn tạm giam không, để được cái người giữ kỷ lục là gia hạn nhiều nhất về cái điều 331 của tại Việt Nam. Đó. Và qua đó thì anh nói ra một cái câu.
Nói chung là phải quy tội cho bà hàng nhanh chóng thôi, chứ không là nhiều thằng mệt mỏi đấy. Cái câu này đầy ẩn ý, có khả năng á, là mỗi người sẽ có một cái nhận định riêng. Và chung quy lại á, thì nó liên quan đến những cái vấn đề mà trong drama CEO Nguyễn Phương Hằng đã từng nhắc đến. Thật sự đến thời điểm này không ai dám trả lời, không ha, không ai dám giải thích thêm về cái câu nói đầy ẩn ý này của Nick Denning. Nhưng mà có lẽ là mọi người đều có một cái nhận định riêng, bởi vì ở dưới phần comment á, là mình thấy có rất nhiều những cái comment xoáy sâu vào cái câu nói này. Nhưng mà mình tạm thời không thể chia sẻ, cũng như là không đọc lên và cũng không có nhận định xung quanh cái vấn đề này. Để mọi người nếu mà muốn tham khảo, muốn tìm hiểu thêm á, thì cứ vào Facebook search cái tên Lenin để theo dõi. Đấy, thì cả nhà có thể tìm hiểu thêm. Nhưng mà qua đây mình có một cái nảy sinh ra một cái ý tưởng, một cái suy nghĩ như thế này cả nhà. Nếu như mà sắp tới đây CEO Nguyễn Phương Hằng được bảo lãnh, được tại ngoại, thì rất là nhiều khả năng những cái rắc rối về pháp lý của CEO Nguyễn Phương Hằng sắp tới nó sẽ không quá nặng nề. Theo mình nghĩ là vậy. Nếu mà được tại ngoại trong thời gian sắp tới nha, là trong cái thời hạn còn gia hạn tạm giam, là nếu mà được bảo lãnh, được tại ngoại đó, thì nhiều khả năng là nếu như tòa án có xét xử hay là gì đó, thì cái tội của bà Nguyễn Phương Hằng nó sẽ rất là nhẹ. Còn nếu như mà tiếp tục gia hạn tạm giam thì mình không dám nói trước điều gì, chúng ta chỉ dự đoán được cái khả năng vậy thôi. Bởi vì trong cái trường hợp mà người ta xét thấy bà Nguyễn Phương Hằng không còn nguy hiểm gì nữa thì người ta sẽ cho tại ngoại. Thì chứng tỏ một điều là cái tội đó, cái tội mà giống như là những cái kẻ mà không thích CEO Nguyễn Phương Hằng, họ luôn luôn là rêu rao rằng bà Hằng nguy hiểm cho xã hội, rồi ảnh hưởng này kia kia nọ đó, thì nó lại không có, cho nên người ta mới cho tại ngoại, cho bảo lãnh. Do đó đó, nếu như trong một khoảng thời gian 1 đến 2 tuần nữa mà bà Nguyễn Phương Hằng được về, CEO Nguyễn Phương Hằng được bảo lãnh, thì đó là một cái tin cực kỳ là vui, bởi vì nó ảnh hưởng luôn đến cái quá trình xét xử hoặc là cái khung để định tội luôn. Cho nên mình rất là mong, thứ nhất là cái vụ việc của Bình Dương với Thành phố Hồ Chí Minh sẽ sáp nhập vào nhau. Cái thứ hai là CEO Nguyễn Phương Hằng sẽ được bảo lãnh. Và nếu như mà hai cái điều đó nó hoàn toàn là đồng ý, hay là theo đúng cái mong muốn, đúng cái suy nghĩ của mình á, thì chắc chắn một điều, CEO Nguyễn Phương Hằng sẽ gặp rất là nhiều lợi thế trong những cái lần tiếp theo, có thể là ra tòa hay gì đó. Và đó là cái mong muốn của mình và cái nhận định xung quanh cái vấn đề này thôi. Còn nếu như ngược lại, CEO Nguyễn Phương Hằng tiếp tục bị gia hạn tạm giam, thì cái chuyện đó mình không dám suy nghĩ, mà mình cũng không mong muốn luôn. Cho nên mình không có bàn sâu về chuyện đó. Nhưng mà xoay quanh cái vấn đề của cái nick Facebook Lenin đưa ra, thì có khá là nhiều nhận định xung quanh chuyện này, cũng cần để cho chúng ta tham khảo và cân nhắc. Cả nhà có thể tham khảo thêm ha. Mình chỉ chia sẻ ngắn gọn vậy thôi. Xin chân thành cảm ơn quý cô chú anh chị đã quan tâm theo dõi. Xin trân trọng kính chào và hẹn gặp lại.